Ứng cử viên Raila Odinga công nhận thất cử, tin từ Nairobi. Tối cao pháp viện Kenya đã đồng nhất công nhận ứng cử viên Uhuru Kenyatta chiến thắng cuộc bầu cử và ông Raila Odinga đã nhanh chóng chấp nhận phán quyết của tòa, dẹp bỏ được lo ngại tranh chấp bầu cử sẽ đưa tới đổ máu như là cuộc bầu cử năm 2007. Phán quyết của tối cao pháp viện chọn đường cho ông Uhuru Kenyatta lên giữ chức vụ cao cấp nhất ở quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất ở Đông Phi. Sau khi tối cao pháp viện tuyên phán quyết, thanh niên tại thành phố Kisumu đã tập trung và ném đá cảnh sát và cảnh sát phải bắn chỉ thiên để giải tán. Người biểu tình cũng đã cướp tiệm buôn, đốt vỏ xe trên đường phố. Nhưng ngay sau đó, thì ông Odinga đã lên đài truyền hình chấp nhận phán quyết của tòa án, nói rằng nghi ngờ phán quyết của tòa có thể đưa tới tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế, tạo khó khăn, không thể đưa quốc gia tiến về phía trước. Tổng thống sắp ra đi, Mukwai Kibaki, đã kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh, tránh lặp lại tình trạng bạo động đẫm máu sau cuộc bầu cử năm 2007, và làm ít nhất là 1.200 người thiệt mạng. Sau một tuần lắng nghe, 6 quan tòa tối cao pháp viện đã đồng nhất nói rằng cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 3 là cuộc bầu cử tự do, công bằng và thực hiện đúng theo hiến pháp. Chánh án William Mutanga nói là tối cao pháp viện đã hoàn tất nhiệm vụ trong giờ phút lịch sử. Ứng cử viên Kenyatta đã thắng ông Odinga với một số phiếu rất lớn, nhận được 50.07% số phiếu so với 43.28% số phiếu dành cho ông Odinga, nhưng chỉ tránh phải chạy đua vào vòng bầu cử thứ nhì với một số phiếu rất nhỏ, chỉ gần như vừa đủ để vượt qua tỷ lệ 50%. Ông Kenyatta đắc cử tổng thống, có thể tạo phức tạp trong liên hệ với các nước Tây phương. Ông ta đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố các tội chủ mưu bạo động chống nhân loại sau cuộc bầu cử năm 2007. Ông Kenyatta bác bỏ các tội bị truy tố, tuyên bố là sẽ rửa sạch tên tuổi của ông ta tại Tòa án ICC.